Vậy là thầy nhắc lại chỗ này. Là vừa rồi đó chúng ta học cái chủ đề một đó. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn đó. Thì hôm nay chúng ta học tiếp là cái bài là điện trở, rồi cái bài biến trở, rồi điện trở dùng trong kỹ thuật. Cái thiết kế đó là chúng ta học cái thiết bài tập. Vậy là hôm nay á, chúng ta học hai cái bài nó liên tiếp nhau, nó nằm trong hai tiết. Các em lật sách giáo khoa ra. Cái bài là biến trở điện trở dùng trong kỹ thuật á, ở cái trang 28. Nhớ là trong quá trình mà thầy dạy mấy em đó, thầy hỏi và nếu mà trả lời mà đáp ứng theo yêu cầu của thầy đó, yêu cầu câu hỏi của thầy đó, thì mình được điểm nha, được điểm. Lưu ý chỗ này. Để đi vào cái bài biến trở điện trở dùng trong kỹ thuật đó, trước nhất là chúng ta đi vào cái phần kiểm tra lại kiến thức cũ. Các em nhìn lên cái màn hình, thầy nói chuyện nghe rõ không à? Thầy nói chuyện nghe rõ không em? Dạ rõ. Trả lời câu hỏi này lấy điểm nhé. Mạnh dạn giơ tay nha. Xin mời câu 1. Công thức biểu diễn sự phụ thuộc. Là em gì, em giơ tay lại coi. Vâng. À, hay là điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào hai yếu tố, đó là chiều dài của dây dẫn và tiết diện của dây dẫn. Phụ thuộc như thế nào con? À, hay là đối với chiều dài của dây dẫn thì điện trở của dây dẫn và chiều dài của dây dẫn nó sẽ tỷ lệ thuận với nhau. Còn còn về Còn về tiết diện của dây dẫn thì nó sẽ tỷ lệ nghịch với điện trở của dây dẫn. Dạ hết rồi. Bạn nào nói chuyện nói rõ hơn nữa không? Con nói còn nhiều thiếu ý nha. Hiểu nhưng mà nói thiếu ý. Bạn nào xung phong đã? Bạn nào mấy em? Giơ tay lại coi. Mình dạng giơ tay coi. À đây, lớp A1 A2 mà như thế này là thua mấy lớp kia rồi. Câu số 2. Câu số 2 ai đây? Em Quỳnh Bảo Thư. Dạ thầy, là công thức biểu diễn sự phụ thuộc đó là đối với sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài của dây thì là R1 trên R2 bằng S1 trên S2, và đối với điện trở phụ thuộc vào vật liệu, phụ thuộc vào tiết diện của dây. Con trả lời câu mấy ạ? Dạ câu 2. Câu 2 à? Có phải vậy không ạ? Viết công thức sự phụ thuộc của điện trở nè vào các yếu tố trên đó. Dạ anh trả lời lại được không thầy? Trả lời lại đi. Dạ này là có cái công thức như là R1 trên R2 bằng Công S1 thức trên S. là nè, điện trở phụ thuộc vào các yếu tố nào? Điện trở phụ thuộc vào là gì đây? Câu 1 nè. Là điện trở phụ thuộc vào chiều dài, phụ thuộc vào tiết diện và bản chất dây. Tức là điện trở tỷ lệ thuận với chiều dài, tỷ lệ nghịch với tiết diện và phụ thuộc vào bản chất dây. Đó là cái câu số 1. Nếu mà trả lời như vậy mới đúng.
Câu số 2 là viết công thức sự phụ thuộc đó R bằng gì? R bằng gì? Em gì? Giang. Dạ tôi thầy R bằng B nhân L chia S. Có phải B không? Chữ đó đọc là gì? Dạ bro. Rho. Rồi cái ý nghĩa của các cái đại lượng đó. LS Rho đó là gì? Chú thích ra. Hả? Em trả lời luôn hả thầy? Rồi trả lời luôn chứ. Dạ thầy, là rho là điện trở suất, L là chiều dài dây dẫn, S là tiết diện của dây. Rho là điện từ suất, chiều dài, L là chiều dài dây dẫn, S là tiết diện dây. Rồi. Rồi có câu cuối cùng. Đây là bài tập này cho về nhà đó. Bài tập này mình có làm ở nhà. Bạn nào đấy? Có bạn giơ tay là em Hải. Dạ thầy, là ủa thầy ơi, cái bài đó là mình trả lời luôn kết quả hay là mình tính từ Em cái? nói trình em trình bày cái cách làm luôn đi. Dạ thầy, là đầu tiên là em sẽ tóm tắt là L là sẽ bằng 200 m, S là 2 mm vuông, còn B là 1,7 nhân cho 10 mũ 8 ôm. Rồi R thì em chưa biết. Em giải, cách giải của em là đầu tiên là em sẽ đổi 2 mm vuông là sẽ bằng 2 nhân 10 mũ trừ 6 mét vuông. Điện trở của dây đồng là R bằng B nhân L chia S. R sẽ bằng là 1,7 nhân cho 10 mũ trừ 8 nhân cho 200 chia cho 2 nhân 10 trừ 6 là R là sẽ bằng 1,7 ohm. Hết rồi thầy. Rồi, cảm ơn. Vậy là chữ ở đây là công thức, trong công thức là không B nha, rho chữ đó chữ rho nha, nó không giống chữ B mình viết nó công công nó nghiêng nhau đó, ký hiệu đó để ý chỗ này em nhầm giờ đọc nó sai chỗ này nè, R bằng rho như L chia S. Vậy là em nói đây là 1,7 nhân 10 mũ trừ 8 rồi tiếp lại gì nữa, nhân cho gì? Dạ thầy, 1,7 nhân cho 10 mũ trừ 8 nhân cho 200 chia cho 2 nhân 10 mũ trừ 6. Kết quả Kết quả là R là sẽ bằng 1,7 ohm. vậy là hồi nãy con tên gì đây thì nhắc lại cho thầy. Dạ thầy, con tên Nguyễn Trần Hải Nam. Nguyễn Trần Hải Nam ha, lúc nào Dạ lớp 9 là 1. 10 điểm nha. Dạ. Rồi các bạn khác cố gắng nha. Rồi đáp án sau đây. À. Đó, đáp án thể hiện trên màn hình như thế. Rồi, chúng ta tiếp. Thì trước khi vào bài thì vào bài hôm nay á biến trở điện trở trong kỹ thuật á, ta tìm hiểu cái biến trở là gì, rồi điện trở trong kỹ thuật, những cái điện trở trong kỹ thuật thì như thế nào đây? Là liên quan trong mạch điện thì người ta ưa đề cập đến là cái ngoài đề cập đến cái điện trở, còn nói đề cập đến cái biến trở trong mạch đó, biến trở trong mạch. Còn cái điện trở hôm nay ta bổ sung là điện trở trong kỹ thuật. Nhưng mà trước đây ta học điện trở, mà ta học cái khái niệm điện trở chung chung, còn điện trở trong kỹ thuật như thế nào ha? Thứ nhất là chúng ta nói về biến trở thì một cái tình huống đặt ra ở đầu bài thế này, có một bạn nói là đèn bàn ở nhà tớ, tức là nhà mình đó, ở nhà tôi đó, ví dụ đèn bàn ở nhà tôi đó có cái núm vặn sáng tối được, mấy em có sử dụng đèn bàn này chưa, có cái chỗ mà mình vặn nó sáng tối ha, một số loại đèn bàn như thế này nó có cái chỗ mà vặn đó, sáng tối. Rồi các bạn còn lại nói là nhà tớ cũng thế, bố tớ bảo núm đó là cái biến trở hay là cái chiếc áp, nhưng mà ở đây chúng ta hiểu là đây là biến trở thôi, còn từ chiếc áp này thì trong cái thực chúng ta ưa dùng đến, còn ở đây mình liên quan trong phổ thông thì ta dùng
cái biến trở ha, kiến thức của phổ thông biến trở. Thì cái biến trở là như thế nào, chúng ta đi vào cái nội dung biến trở là gì, cấu tạo và hoạt động như thế nào. Ở đây chúng ta đi tìm hiểu là cấu tạo của cái biến trở, hoạt động biến trở, để sau này trong bài tập đó nó có tham gia ngoài cái trong mạch điện, nó có những cái bộ phận như là những cái điện trở mắc nhau với nhau, rồi bóng đèn mắc với nhau, những thiết bị điện mắc với nhau mà nó lại có cái biến trở mắc vào trong đó ha. Rồi cái biến trở nó cấu tạo như thế nào, rồi cái hoạt động ra sao. Ta đi vào cái bài 10, biến trở rồi điện trở dùng trong kỹ thuật, là sách giáo khoa có cái tựa bài đó. Thì đây ta giới thiệu, đây là phía trên này là cái biến trở, còn phía dưới là ở đây là những cái điện trở trong kỹ thuật, điện trở trong kỹ thuật. Chúng ta tìm hiểu về cái cấu tạo của biến trở, quan sát đây là cái biến trở này là biến trở gì, gọi là biến trở con chạy nhé, biến trở con chạy. Đây là cái hình vẽ tiếp theo, biến trở này người ta gọi là biến trở tai quay. Vậy là biến trở này biến trở con chạy đi nha, phía dưới này là cái biến trở, trên cũng nó là một loại thôi, nhưng mà đây là cái hình vẽ mình ta vẽ ra để thấy được cái cấu tạo nó rõ hơn. Đây là biến trở tai quay, con chạy là con chạy C này, thấy không à, nhìn chỗ này là mình học đề cập đến cái biến trở này nhiều nè, con chạy này dịch chuyển tới dịch chuyển lui, chạy C này dịch chuyển à, dịch chuyển tới chuyển lui trên cái thanh MN, và cái đầu phía dưới này chạy C này, đầu phía dưới này nó chạm lên những cái vòng dây quấn ở trên mặt trục à, bằng sứ trên biến trở này, lưu ý chỗ này. Còn đây là biến trở tay quay, thì ở đây nó cũng có cái hình vòng bán nguyệt như thế này đấy. Trên này là cái vòng này, tức là cái lõi này nó bằng hình bán nguyệt như thế này, nhưng mà nó bằng sứ ha, bằng sứ. Rồi nó có những dây quấn mà dây điện nè, quấn trên này, dây kim loại, nói chung là dây kim loại quấn như này, mà nó đúng hơn nó là loại dây hợp kim nha, đúng hơn nó là dây hợp kim quấn trên này. Biến trở thì đây là dây hợp kim, đây dây hợp kim. Rồi ở đây đây cái biến trở này nè, biến trở này người ta gọi là biến trở thang, biến trở thang. Có những cái biến trở mà chúng ta thấy là trong kỹ thuật ta ưa dùng biến trở này đó. Ví dụ như trong lĩnh vực điện tử ta ưa dùng biến trở này. Mấy em thấy cái biến trở này, những cái loại biến trở này chúng ta thấy là ví dụ như ở cái radio ha, à, là những cái âm ly ta dặn chỉnh âm thanh lớn nhỏ, nó có cái biến trở như thế này. Thì các loại biến trở chúng ta có chúng ta ghi cái nội dung này, có mấy loại biến trở, vừa mô tả vừa vừa cái đưa ra cái ví dụ đó, mấy loại biến trở chúng ta ghi vào đó là biến trở con chạy, biến trở tai quay và biến trở thang. Các em chú ý đến cái biến trở là con chạy này ha, chú ý đến biến trở con chạy này, chúng ta đề cập nhiều trong những cái bài tập. Về cấu tạo, cấu tạo tới đây thì nó có cái hình vẽ đó, các em có thể quan sát trên hình vẽ đó. Thứ nhất là mình đề cập đến chỗ này là con chạy ha, trên hình vẽ chỗ này là hình vẽ nè, đây là con chạy, quan sát màn hình nè, có cái hình vẽ đó con chạy. Rồi phần còn lại là nó có cuộn dây, cuộn dây dẫn là được quấn, nó làm bằng cái hợp kim như hồi nãy thầy nói, nó bằng hợp kim. Đương nhiên là hợp kim là nó có, đương nhiên là hợp kim nó có điện trở xuất lớn nha, mình biết hợp kim là điện trở xuất nó lớn hơn cái loại cái dạng kim loại. Rồi hợp dây này nó được quấn là đều đặn ở trên một cái lõi bằng sứ, lõi này bằng sứ nè, dây nó quấn lên, nó quấn ví dụ nó quấn từ đầu này quấn vòng 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 như cái rất là đều đặn trên này nha, quấn một lớp đều đặn trên này. Vậy là khi đó là cái phần mà con chạy này có thể dịch chuyển ở trên một cái thanh ngang này, thanh nằm dọc theo cái trục này đấy,
cái phần còn lại có thanh kim, có miếng kim loại này nó sẽ tiếp xúc trên dây quấn này, miếng kim loại này nó tiếp xúc trên dây quấn của cái dây hợp kim này đây, dịch chuyển thế này. Chúng ta có thể ghi cấu tạo. Con chạy hay là cái tay quay, ký hiệu là C. Cuộn dây dẫn được làm bằng hợp kim có điện trở xuất lớn, được quấn dọc, quấn đều đặn và dọc theo lội xứ. Tiếp tục câu C2, ở sách giáo khoa là trang 29. Câu C2 người ta đặt cái vấn đề thế này: nếu mắc hai đầu A, B của cuộn dây biến trở nối tiếp vào mạch điện, thì khi dịch chuyển con chạy C biến trở có làm có tác dụng làm thay đổi điện trở hay không? Tức là mắc cái đầu A và đầu B này vào trong mạch điện, mắc vào trong mạch điện, dịch chuyển con chạy này thì cái biến trở này có tác dụng làm thay đổi điện trở hay không? Mình dịch chuyển con chạy này dọc theo trên thanh này nè, thì biến trở này có tác dụng làm thay đổi cái điện trở, có làm thay đổi điện trở không? Bạn nào có ý kiến lấy điểm đây, các bạn nào giơ tay à, thì mời. À, có một bạn giơ tay, còn ai nữa không? Bảo Thư. Dạ thầy, là nếu mất hai đầu A B của cuộn dây này nó tiếp vào mạch điện, thì khi dịch chuyển con quay C biến trở không có tác dụng thay đổi điện trở, bởi vì nếu mắc như vậy thì dịch chuyển con chạy C thì dòng điện vẫn chạy qua toàn bộ cuộn dây của biến trở và con chạy không có tác dụng làm thay đổi chiều dài của phần cuộn dây có dòng điện chạy qua. Có em nào ý kiến khác không? Vậy là bạn trả lời đây là biến trở không có tác dụng làm thay đổi điện trở R, vì là dịch chuyển con chạy C thì dòng điện vẫn chạy ra qua cái toàn bộ cái cuộn dây này cái gì, phải không ạ? Toàn bộ cuộn dây của biến trở đó, cho nên là ở đây là khi đó là cái con chạy nó không có tác dụng làm thay đổi chiều dài cuộn dây mà có dòng điện chạy qua đó, con chạy nó không có tác dụng làm thay đổi chiều dài cuộn dây này nè, cuộn dây mà có dòng điện đi qua nè. Vậy đây ta trả lời là biến trở không có tác dụng làm thay đổi điện trở R. Vậy là chúng ta xem cái câu trả lời. Nội dung này chúng ta xem tìm hiểu thôi, khỏi ghi. Mình di chuyển con chạy C này thì cuộn dây này nó vẫn là nằm, nó tham gia vào trong mạch điện này. Cái cuộn dây của biến trở này nè, dây hợp kim này nè, nó có chiều dài bao nhiêu thì nó vẫn tham gia vào trong mạch. Nó đâu có ngắn đi ha, nó đâu có dài ra thêm ha. Cho nên là nó biến trở này không có tác dụng làm thay đổi cái điện trở của mạch này. Đây, dòng điện đi qua, chúng ta quan sát à. Đó, cái nguyên tắc nó như vậy, cái hoạt động nó như vậy. Thầy lặp lại nè. Đó.
dòng điện đi qua đó trên cái hình vẽ mô phỏng đó. Dòng điện đi qua cũng đi qua toàn bộ con dây đó. Trường hợp tiếp theo câu C3 cũng ở trang 29 đó. Người ta nói là mắc cái điểm A và điểm N nối tiếp về mạch điện, hay là điểm A nè, hồi nãy mắc là điểm A và điểm B, còn bây giờ đổi lại là mắc điểm A và điểm N nối tiếp vào trong mạch điện. Thì khi di chuyển con chạy C này, điện trở mạch có thay đổi hay không? Điện trở mạch có thay đổi hay không? Vì sao? Mời em, những em khác có giơ ai giơ tay nữa không? Em nghiêm lê gì đó. Dạ thưa thầy, là nếu dịch chuyển con chạy hoặc tay quay C thì sẽ làm thay đổi chiều dài của phần cuộn dây có dòng chạy qua, do đó làm thay đổi điện trở của biến trở, vì vậy điện trở của mạch điện cũng sẽ thay đổi. Rồi, nghiêm lê nha. Hồi nãy bạn vừa rồi đã trả lời C2 đó là bạn gì? Thư. Bảo Bảo Thư phải không? Dạ. Bảo Thư là lớp nào? Dạ 9A1. 9A1 luôn. Nhìn đi. Dạ em cũng chính là một. A1 luôn, 10 điểm nha. Mỗi bạn 10 điểm hết. Những bạn khác là chúng ta phát huy lên. Đây, câu trả lời. Điện trở trong mạch có thay đổi vì khi di chuyển con chạy C sẽ làm thay đổi chiều dày cuộn dây có dòng điện chạy qua phải không? Khi đó làm thay đổi điện trở của biến trở trong mạch. Và em nhìn đây trả lời đúng ý này phải không em? Không nhớ không? Vậy là khi mà mắc cái điểm A và điểm N vào mặt con chạy C này, nếu mình chuyển về phía bên bên phía phải đó, bên đầu B đó, thì chiều dài của dây tham gia vào mạch nó tăng thêm phải không ạ? Bây giờ đây là cái đầu này tiếp xúc xuống đây nè, chúng con chạy C tiếp xúc đây. Còn nếu mà dịch chuyển con chạy C về phía bên trái, tức là phía bên đầu A này đó, thì cái đoạn dây làm của biến trở này nè, nó rút ngắn lại, từ chỗ đó là nó có làm thay đổi cái điện trở tham gia vào mạch. Chiều dài càng dài thì điện trở tham gia vào mạch lớn, chiều dài đoạn dây nó ngắn thì điện trở tham gia vào trong mạch nó nhỏ. Mà điện trở tham gia vào trong mạch nó nhỏ thì cái dòng điện nó qua lớn phải không ạ? Dòng điện quá lớn thay đổi được điện trở thì nó tác dụng làm thay đổi điện trở. Nó thay đổi điện trở có nghĩa là nó thay đổi cái cường độ dòng điện qua trong mạch nó luôn. À, em xem một cái chỗ này. À, coi lại hình trên cái màn hình này nha. Đó, dùng điện đi như thế. Đó, thấy không? Đi qua đoạn dây ngắn này thôi. Từ A qua C trở về N. Còn hồi nãy là từ A đi thẳng qua đi qua bên B luôn. Này nó đi vậy. Cho nó qua được cái đoạn dây này thôi. Qua đoạn dây này nè, từ A đến C đoạn dây này nó ngắn. Làm thay đổi điện trở này nó đoạn dây ngắn rồi điện trở nhỏ, điện trở tiểu ly thuận với chiều dài dây. Đây, chúng ta vẽ những cái ký hiệu này. Ở sách giáo khoa có ký hiệu này là ở trang 29 hình 10.2 nha. Em chừa khoảng trống, chừa chỗ trống để vẽ hình vào. Nghe chưa? Nên hình có sách giáo khoa rồi. Chúng ta không kịp giờ cho nên là chúng ta tranh thủ thôi. Cái này nó có sách. Vậy là ký hiệu biến trở ta ký hiệu hình A, hình B, hình C, hình D. Đây là biến trở. Khi sau này mình vẽ biến trở vào mạch vẽ như thế này hoặc là vẽ như thế này. Còn hình C, hình D này đó ở trung học phổ thông đó, ta đề cập đến. Còn mình ở đây mình sử dụng là hai cái dạng mà biến trở đó, ký hiệu biến trở đó, hình A, hình B được. Hình A, hình B là sử dụng nhiều nhất trong chương trình vật lý lớp 9. Về nhà chúng ta vẽ. Đây là hoạt động của biến trở như thế nào? Hoạt động biến trở là khi dịch chuyển con chạy thì sẽ làm thay đổi chiều dài của cuộn dây phải không ạ?
làm thay đổi chiều dài của một phần của dây có dòng điện chạy qua, do đó làm thay đổi điện trở của biến trở. Cái vẽ hình là chúng ta vẽ thôi, còn nội dung ở dưới này khỏi chúng ta nắm vậy thôi. Chúng ta sang nội dung hai nhỏ. Biến trở dùng để làm gì? Trước nhất là chúng ta tìm hiểu cái ý nghĩa biến trở. Nội dung này chúng ta cũng tìm hiểu, có ghi. Quan sát cái biến trở thì chúng ta thấy chỗ này, con chạy C này, phía trên này nó có ghi chỗ này nè. Nhìn trên màn hình thì chúng ta thấy nó thường thường nó ghi cái con số như thế này, 20 ohm, gạch nối cái 2 ampere. Số này có ý nghĩa gì? Số này có ý nghĩa gì? Thứ lợi có nghĩa gì chúng ta nắm này không ạ? À? Em nào cho thầy biết đi. Đây là muốn nói đây là cái điện trở lớn nhất của cái dây quấn biến trở này, dây hợp kim này. Điện trở lớn nhất. Hay nói khác hơn là điện trở lớn nhất của biến trở đó. Biến trở cấu tạo là dây hợp kim này. Cho nên là điện trở lớn nhất của biến trở. Còn 2A này là cường độ qua, cường độ mà tối đa qua biến trở này là 2 ampere. Chúng ta nhớ như vậy nha. Ở sách giáo khoa nó có giải thích cái này. Đây. Từ nhà vẽ sơ đồ mạch điện này. Ở hình 10.3 trang 29 đó, nó có hình vẽ này. Chúng ta vẽ từ cái hình vẽ này, chúng ta vẽ sang cái sơ đồ mạch điện. Đây chưa phải là sơ đồ ha, trên cái hình vẽ này 10.3 này chưa phải là sơ đồ mạch điện. Chúng ta chuyển sang sơ đồ mạch điện, ta vẽ sang về nhà vẽ lại vậy nha, như thế này. Nguồn điện đây, biến trở vẽ lại như thế này, khi biến trở này mắt nối tiếp vào trong mạch. Ở đây có bóng đèn, ở đây có cái khóa K hay là cái công tắc đây. Về nhà vẽ lại, chừa trống cái chỗ đó về nhà vẽ. Câu 6 này, tiến hành là mắt mạch điện sơ đồ hình vẽ. Mắt mạch điện như sơ đồ này. Người ta ở đây ta hỏi là nếu mà để sát cái điểm C và N, để sát điểm C và N, N là chỗ này nè, cái đóng mạch điện là đóng khóa K này, để sát điểm C và N thì bóng đèn sẽ như thế nào, tối hay sáng nha. Rồi trường hợp còn lại là khi đóng khóa K dịch chuyển con chạy C này về phía nào để đèn sáng hơn. Ví dụ dịch chuyển về N thì đèn tối hay sáng em? Đoạn dây này tăng thêm là đèn tối hay sáng? Đèn tối hay sáng đây, bạn nào đấy? Di chuyển con chạy C về phía N trên biến trở này nè, thì của dây này tăng thêm rồi. Vậy là chiều dài dây tăng thêm thì cái điện trở của mạch nó lớn hay nhỏ? Điện trở mạch hay lớn hay nhỏ nè? Có một bạn giơ tay, bạn nào giơ tay đây? Ừ, Bảo Thư. Các bạn khác thì nhớ nhớ vô tay nha. Dạ thầy, là nếu mà dịch chuyển sang điểm M thì là điện trở nó sẽ nhỏ lại và bóng đèn sẽ tối. N em, N chứ không phải M nha. N, dạ Ờ đèn rồi em nói N là N đèn ha. sẽ sáng. N là Còn nếu đèn mà sẽ về M thì đèn sao? sáng. Con chạy Dạ xe về đèn về về M đèn sẽ tối. gì? Về gì? Về M đèn tối hả? Vì N này có vẻ là cuộn dây này nó dài thêm không? Cái đoạn mạch này nè, nó tham gia một cái đoạn dây biến trở này dài thêm thì đèn tối hay sáng? Đoạn dây dài Dạ. thì đèn tối hay sáng? Dạ nếu mà về N thì đèn sẽ sáng.
Đèn gì? Sáng hả? Dạ dạ em nờ hay dạ em nờ đèn sáng. VN đèn sáng. Có đúng không? Nếu mà dịch chuyển con chạy xe VN thì có phải đoạn đoạn dây của cái biến trở này tham gia vào mạch nó dài thêm. Đoạn dây tham gia vào mạch dài thêm thì cái điện trở nó lớn chứ gì? Điện trở lớn thì đèn tối hay sáng? Điện trở lớn thì cường độ sao? Nhỏ. Cường độ nhỏ thì đèn tối hay sáng? Dạ tối. Đèn tối vậy, vậy là dịch chuyển con chạy về phía N là đèn tối nha. Dịch chuyển con chạy C này về phía M thì đèn nó sáng, nhớ vậy đó. Mình di chuyển con chạy này mình tăng thêm cái đoạn dây tham gia vào mạch, chiều dài đoạn dây tăng vào tham gia vào mạch nè, của cái biến rỡ nè, tham gia vào mạch, chiều dài đoạn dây tham gia vào càng dài thì cái điện trở của mạch này càng lớn, và điện trở mạch lên toàn mạch này càng lớn thì cường độ qua mạch này nhỏ, mà cường độ qua mạch nhỏ thì bóng đèn nó lại là tối, thấy không? Còn di chuyển con chạy về phía ngược lại, di chuyển con chạy về phía M thì đèn nó sáng. Lưu ý chỗ này, muốn đèn sáng mạnh nhất thì di chuyển con chạy C tới điểm nào? Muốn đèn sáng tốt nhất, sáng mạnh nhất di chuyển con chạy về phía M hay N, nãy giờ mình nói một bạn giơ tay là ba bạn giơ tay. Ba bạn giơ tay. Thì mời em nào cũng được, hiển thị lên đây mất tiêu rồi, tốt rồi. Giơ tay lại cái. Em Duyên Duyên Lê á, Dạ thưa thầy là di chuyển về điểm M. di chuyển về điểm M à, chính xác ha, đó, di chuyển về điểm M đó, muốn đèn sáng mạnh nhất thì di chuyển con chạy về phía điểm M, đó là cái nhận xét ở trên màn hình đó. Chúng ta sang kết luận. Giờ là biết nãy giờ chúng ta chốt lại một cái nội dung chính như thế nào vậy? Nó nội dung quan trọng của nó. Thứ nhất là chúng ta phải nắm được cái ký hiệu biến trở để vẽ vào con mạch. Cái thứ hai là nắm được kết luận này nha. Một bạn là phát biểu kết luận cho thầy coi. Em Hải Trần, Trần Hải gì đó. Dạ thầy là kết luận là biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số và có thể được sử dụng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch. Rồi, chúng ta ghi vào nội dung này. Vậy cái biến trở là nắm kỹ chỗ này nha. Nắm kỹ là cái hình vẽ ký hiệu của nó. Cái thứ hai là chúng ta phải biết là di chuyển con chạy về phía nào đèn sáng, đèn tối nha. Di chuyển con chạy về phía nào của trên biến trở để đèn sáng, đèn tối. Đó. Mình phải biết chỗ này, phải giải thích được chỗ này. Cái thứ ba là chúng ta phải nắm cái kết luận này, biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số và có thể sử dụng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch. Mình di chuyển con chạy về phía nào mà cường độ dòng điện trong mạch đó tăng lên, di chuyển con chạy về phía bên nào mà cường độ dòng điện trong mạch nó giảm đi trên một cái biến trở cái điện trở thì nó không thay đổi đi trị số được, nhưng mà cái biến trở là có thể thay đổi trị số được bởi vì nó có cái con chạy phía trên đó. Chúng ta sang cái nội dung thứ hai, điện trở dùng trong kỹ thuật. Chúng ta đi nhanh phần này, này nó liên quan đến kỹ thuật nhiều. Thì cái điện trở dùng trong kỹ thuật về thứ nhất là cấu tạo. Sách giáo khoa nó có nói cái cấu tạo này, trình bày cấu tạo này là một lớp than hay lớp kim loại mỏng. Chúng ta ghi nội dung này. Tại sao lớp than lớp kim loại mỏng? Mỏng để chi ạ? Lớp than lớp kim loại thì mỏng để cho nó có là cái tiết diện nhỏ, mỏng thì cái tiết diện của cái lớp than mà nó phủ lên cái lõi cách điện đó. Lớp than này nó có tiết diện nhỏ, mà tiết diện nhỏ thì điện trở lớn, chúng ta nhớ này. Cho nên là điện trở trong kỹ thuật đó, mục đích của nó là nó làm cho điện trở nó lớn lên.
Và nó có nhiều cái giá trị khác nhau. Ví dụ điện trở là 1 ohm, 2 ohm, 10 ohm, 100, 1.000 ohm, 1.000 ohm, vài kilo ohm, vài chục kilo ohm chẳng hạn gì. Nó có nhiều cái giá trị khác nhau của điện trở, nhận dạng cái điện trở. Thì có những cái loại điện trở mà nó dùng cái nó có số ghi trên đó, số ghi trên cái điện trở, ghi trực tiếp trên điện trở. Còn có những loại điện trở là nó có cái vòng màu. Đây là điện trở này nè, cái chỉ số điện trở được ghi trên, ghi trực tiếp trên cái điện trở luôn. Còn cái loại thứ hai là điện trở mà nó có chỉ số, nó ghi, nó thể hiện bằng vòng màu trên điện trở nè. Nó có những cái vòng màu thế này, nó những vòng màu, đây là 4 vòng màu. Chúng ta không vẽ hình mà chúng ta ghi những hai loại, loại chỉ số được ghi trên điện trở rồi loại thể hiện bằng vòng màu. Chúng ta tiếp. Đây là giới thiệu cái điện trở trong kỹ thuật ha. Còn vòng màu phải lưu ý nè, vòng màu người ta thấy nè, nó có nhiều cái vòng màu khác nhau, mà ở đây người ta quy định nè, quy ước một số vòng màu thế này ha, 9 cái màu cơ bản như thế này: đen 0, nâu 1, đỏ 2, cam 3, vàng 4, dài dài đến đó. Nó có những cái màu khác nhau theo thứ tự cái số này đây. Còn ở đây cái vòng, đây là vòng thứ nhất nha, vòng thứ nhất nằm chỗ này nha. Còn vòng thứ hai thì chỗ này, vòng thứ ba đây, vòng cuối cùng thường thường cái màu này màu vàng kim, bạch kim gì đó ha, đó, nằm phía sau. Và vòng cuối cùng ta không có tính đến, mình biết nó là phần đầu phần đuôi thôi. Vòng cuối cùng thường thường nó thể hiện là cái sai số. Vòng thứ nhất là mình ở đây là màu nâu, màu nâu là biết số mấy không? Nâu là số mấy? Nâu là số mấy đây? Còn một nè, nâu là một phải mà, nâu là một. Còn đen là số mấy? Đen là không. Vòng này nè, kế nè, vòng hai nè, vòng hai màu đen là nó ghi được số không đây, đối chiếu anh. Vòng ba là nhân cho 1 ohm, vậy là nhân, xin lỗi, vòng ba là màu gì? Vòng ba là màu gì đấy? Màu cam. Màu cam thì 10 mũ nhân cho 10 mũ 3 ohm. Lặp lại là vòng 1. Vòng 1 là màu gì? Nâu. Nâu là ghi số 1 vào đây. Vòng 2 nó là gì? Vòng 2 nè, đen, đen thì nó ký hiệu đây là không. Mình cái bảng là mình tra vào bảng này đây. Vòng 3 thì đây là 10 mũ 3. Vòng 3 là màu gì? Màu cam. Màu cam là chỗ này, đối chiếu ngay đây, vòng 3 nhân cho 10 qua, ghi cho nhân 10 qua, tức là mình dựa vào cái bảng này thôi. Mình muốn đối chiếu, mình tìm hiểu là cái điện trở bao nhiêu, mình dựa vào bảng này. Thường mấy cái người mà làm nghề bên kỹ thuật điện tử đó, người ta thuộc cái này, ta thuộc mấy cái này hết, để tao biết, nhìn tao biết được cái điện trở này có giá trị bao nhiêu rồi. Vậy là cuối cùng nó như thế này, cái điện trở này nó tính là bằng 10 nhân cho, đây là 10 nhân cho 10 mũ 3, 10 nhân 10 mũ 3 ra là 10.000 ha, 10.000 ohm, đơn vị là ohm. Đây là sai số 5%, mà 5% của 10.000 thì nó là 500. Vậy là 10.000 ohm thì nó cho phép là sai số, cái điện trở nó có thể sai số là 500 ohm ha, 10.000 ohm thì sai số 500 ohm. Cái này chúng ta tìm hiểu được rồi ha, tham khảo thêm. Củng cố chúng ta biết là những loại thế này, biến trở có những cái loại là con chạy tay quay, biến trở thang, cấu tạo, rồi biến trở có thể thay đổi chỉ số. Và có thể điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch. Chúng ta
Chấm dứt bài này, chuẩn bị chuyển sang cái bài tiếp theo.